Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Năm qua, mặc dù đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến việc triển khai nhiệm vụ công tác, nhưng toàn ngành tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bám sát chương trình hành động của Đảng, Nhà nước. Bộ và các cơ quan thẩm quyền đã trình Quốc hội thông qua 17 luật và cho ý kiến đối với nhiều dự án luật khác, ban hành 968 văn bản quy phạm pháp luật. Tỷ lệ thi hành án dân sự đều tăng so với năm trước. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục được Bộ chú trọng hoàn thiện, công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả tốt. Đặc biệt trong năm, Bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2021, Bộ ngành tư pháp tập trung vào 5 giải pháp, trong đó chú trọng việc đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số vào chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp ngành, nhất là về lĩnh vực thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2025. Cần chủ động.